Thưa quý vị và các bạn, mỗi đứa trẻ được sinh ra mang theo bao yêu thương và hy vọng của cha mẹ. Nhưng cũng chính vì nhận được những sự yêu thương vô điều kiện ấy mà trẻ thường nghĩ đó là sự tất yếu và không cần phải đáp trả. Vì vậy, giáo dục cho trẻ lòng yêu thương ngay từ nhỏ là một điều vô cùng quan trọng. Và trong chương trình Kiến thức cuộc sống ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên đề dạy trẻ biết yêu thương, chăm sóc. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ thầy Trần Tuấn Anh, giảng dạy bộ môn giáo dục công dân, trường Trung học cơ sở Colet, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời thầy cũng là công dân trẻ tiêu biểu của thành phố Hồ Chí Minh năm 2008. Mỗi đứa trẻ được sinh ra mang theo bao ước mơ và hy vọng của cha mẹ. Họ luôn mong con mình trở thành một người tốt, có đạo đức và trước hết đó là có tấm lòng hiếu thảo với cha mẹ. Tuy nhiên, không phải mọi đứa trẻ lớn lên đều như mơ ước của cha mẹ chúng. Không ít trong số đó trở thành những kẻ lệch lạc về chuẩn mực đạo đức. Vì vậy, dạy cho trẻ biết cách yêu thương từ nhỏ sẽ là những bước nền tảng để con yêu của bạn trở thành người có nhân cách tốt trong tương lai. Franklin Pearson, nghệ sĩ hài lừng danh và phóng viên Philadelphia từng nói, bạn có thể học rất nhiều điều từ trẻ em, quan trọng là bạn có bao nhiêu sự kiên nhẫn. Hãy ở cùng một trẻ nhỏ trong một ngày và bạn sẽ thấy sự kiểm chứng lòng kiên nhẫn của bạn. Mặc dù trẻ khá nghịch ngợm, nhưng chúng cũng thực sự đáng yêu, ngây thơ và đầy hy vọng. Trái lại, thế giới mà chúng ta đang sống lại đầy rẫy những bạo lực, tội ác và sự đổ máu. Trẻ em với tính cách trong sáng đang dần bị ảnh hưởng. Thật đáng buồn khi những điều tiêu cực trong suy nghĩ có thể lại bắt đầu từ chính ngôi nhà trẻ sinh sống. Để tránh cho tâm hồn trẻ bị vấy bẩn, một điều nên làm chính là dạy cho trẻ biết yêu thương. Dạ thưa thầy, biết yêu thương, chia sẻ và quan tâm tới người khác là biểu hiện mà chúng ta ai cũng cần phải có để mà hòa mình vào tập thể. Và tính cách của trẻ thì thường ảnh hưởng nhiều bởi yếu tố bẩm sinh, ngoài ra còn những yếu tố khác, ví dụ như là do cha mẹ rèn luyện hay là thầy cô dạy dỗ. Vậy thì một đứa trẻ thiếu cảm xúc, không biết thể hiện tình yêu thương thì nó sẽ khó hòa nhập cộng đồng, đúng không ạ? Vậy thì thầy có thể cho biết là cái tình yêu thương nó có tầm quan trọng như thế nào? Tình yêu thương là một phẩm chất đạo đức tốt đẹp. Đây cũng là một cái truyền thống rất đáng tự hào của người Việt Nam chúng ta. Và nếu một đứa trẻ, một trẻ con mà có được rèn luyện về cái lòng yêu thương, giáo dục một cách tốt nhất, thì cũng từ đây sẽ nảy sinh thêm những phẩm chất tốt đẹp khác nữa. Ví dụ như là cũng hiếu thảo nè, yêu thương ông bà cha mẹ nè, và hòa thuận với anh chị em nè, và tiết kiệm cũng từ đây luôn. Và tiết kiệm để chia sẻ bớt cho những người có hoàn cảnh khó khăn, ví dụ thế, hoặc là trung thực, không tham lam của ai hết. Và cho nên mình nghĩ là cái tầm quan trọng của lòng yêu thương rất là cao và rất là đẹp. Khi mình giáo dục được đến đây rồi thì những phẩm chất khác sẽ có ở trẻ. Như lúc nãy thầy có nói thì tình yêu thương á, ngoài việc được ở nhà trường như là thầy cô dạy dỗ thì vai trò của cha mẹ cũng rất là quan trọng, đúng không ạ? Vậy thì cha mẹ cần làm gì để giáo dục lòng yêu thương cho con mình? Giáo dục lòng yêu thương cho trẻ con đó là cần có sự phối hợp giữa gia đình và cả nhà trường, những người lớn. Và đặc biệt thứ nhất là người lớn phải có một cái sự làm gương, phải có gương mẫu, phải hòa nhã, phải thân ái, phải cũng có lòng yêu thương. Thứ nhất là phải làm gương. Và về cái cách giáo dục cho trẻ thì có một cái câu chuyện mà chúng tôi cũng một cái tình huống đó là khi mà dạy học về bài lòng nhân ái yêu thương con người thì có một em học sinh mới giơ tay hỏi thầy ơi, thầy dạy cho con á, và có thấy một người như là một người đi ăn xin á, có thể là mình tặng cho họ một ít tiền, nhưng ví dụ con không có tiền làm sao? Một cái tình huống như thế và rất là thực tế, họ rất dễ thương, nó không sao hết con. Ví dụ như con đi học về nè, con đi chung một bạn, bạn kia thấy như vậy, bạn kia tặng cho người đó một ít tiền, nhưng nếu mình không có thì sao? Mình cứ tội nghiệp người ta đi, mình cứ thương người ta đi, và mình mong muốn một ngày nào đó mình có điều kiện thì mình sẽ thực hiện đến bạn. Như vậy giáo dục tình yêu thương cho trẻ là gì? Không chỉ thể hiện bằng hành động, mà còn thể hiện bằng gì? Suy nghĩ và lời nói. Con tặng cho bạn một nụ cười, con tặng cho bạn một lời chia sẻ khi bạn đau buồn, đó cũng là lòng yêu thương. Con có một suy nghĩ, con có một lời cầu nguyện cho người dân của mình qua cơn lũ lụt thì đó cũng là gì? Một tình yêu thương. Bằng những cái việc làm cụ thể của mình giúp đỡ bạn trong học tập. Như vậy thì người lớn chúng ta giáo dục cho trẻ lòng yêu thương là lời nói nè, suy nghĩ nè,
và những cái việc làm, từ những cái việc nhỏ nhẹ nhất. Thưa thầy, để mà có lòng yêu thương thì rất là tốt đúng không ạ? Tuy nhiên mà làm thế nào để lòng yêu thương của chúng ta không bị lợi dụng và thậm chí là không gây nguy hiểm đến tính mạng của chính chúng ta? Một câu hỏi rất hay các bạn. Vâng, và cái điều này cũng rất là cần thiết dạy học trò. Lòng yêu thương là tốt đó, nhưng phải thương như thế nào cho đúng cách cả. Thương như thế nào để lòng tốt của mình không bị lợi dụng, không bị lợi dụng và cũng như là không có gặp được những cái nguy hiểm. Ví dụ như là thấy bạn bị điện giật thì con phải làm sao? Không lấy vô con nhà vô có ôm bạn là không được rồi, đúng rồi, phải gà cầu dao xuống nè, rồi phải kêu to cho mọi người tới nè, vân vân đó. Thì cái này là chúng ta phải dạy cho các em về kỹ năng sống, và phải dạy cho các em về kỹ năng sống, đồng thời là các con phải cố gắng học cái tri thức rất quan trọng, từ bi phi đô với là trí tuệ, và từ bi không chưa đủ đâu, phải có thêm một cái trí tuệ nữa, và trí tuệ bằng những cái bài học kiến thức của các môn học của con, thì những cái đó nó sẽ hòa quyện lại giúp cho trẻ con của mình lòng yêu thương một cách sáng suốt. Thưa thầy, trong thời đại hiện nay thì chúng ta cũng biết là cái thời đại mà công nghệ thông tin rất là phát triển, ví dụ như chúng ta thấy là thường xuyên có những cái hình ảnh không tốt bị đưa lên mạng xã hội rồi bị dân mạng người ta gọi là ném đá. Thì trước những cái sự việc như vậy thì chúng ta nên giáo dục cho trẻ như thế nào? Thì đối với những cái người mà tạm gọi là họ chưa tốt và có những cái việc làm không đúng chuẩn thì bị mọi người lên án, mọi người lại là như là ném đá trên Facebook, và thì đứng một góc độ nào đó mình hãy xem xét lại coi việc làm đó có nên hay không, việc làm như vậy có thay đổi được bên kia hay không, hay là việc làm như thế thì nó sẽ còn có làm cho sự việc nó trầm trọng hơn. Lửa đã bốc cháy rồi, bây giờ thêm lửa nữa, lửa với lửa thì càng ngày nó càng phừng lên. Vì một bên là lửa, còn bên giáo học sinh chúng ta giáo dục cho các em hãy làm nước đi, là chỉ có nước mới dập tắt lửa mà thôi. Đối với những người mà chưa tốt á, những người mà chưa đúng á, thay vì mình lên án họ thì bây giờ có thể mình thương họ không? Mà họ có cái gì đáng thương? Có cái câu đó là ghét việc xấu chứ không ghét người xấu. Hãy ghét cái việc làm của họ chứ đừng ghét bản thân họ. Một bác sĩ phải cứu bệnh nhân dù bệnh nhân đó là một người tội phạm. Giáo viên phải hết lòng yêu thương học trò. Học sinh cá biệt thì càng phải có sự quan tâm nhiều hơn. Cho nên có ghét là ghét cái việc xấu chứ không ghét người xấu, mà bằng tình thương trong khả năng của mình hãy cảm hóa họ. Thưa thầy, liên quan tới tình yêu thương của các ông bố và mẹ thì chúng ta xưa nay thì ông bà chúng ta vẫn thường nói là cha mẹ thì yêu thương con cái hết mình, luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho con cái, vì vậy họ có thể là họ chấp nhận mình cực khổ làm tất cả mọi việc, chỉ mong sao con mình là không thua kém bạn bè, thậm chí là hơn bạn bè. Thì cái quan niệm này có đúng không thưa thầy? Thứ nhất, tạm thời mình chia câu hỏi thành hai vế đi. Vế thứ nhất đó là sự hy sinh của cha mẹ dành cho con, đó là một cái điều rất là thiêng liêng cao quý, và cha mẹ nào cũng mong muốn con mình hướng điều tốt đẹp. Nhưng mà ngay bản thân chúng tôi nhiều khi cũng có gặp những phụ huynh tương tự như thế. Và thầy biết không, thầy có cực khổ lắm đó thầy, nhưng mà cũng phải cố gắng lo cho con mình để không thua kém bạn bè. Thì cái này mình cũng nên xem lại một chút. Tại sao mình cứ muốn con mình phải hơn người khác, rồi người khác cũng muốn mình con hơn con người khác nữa? Như vậy thì những đứa trẻ vô hình dung tạo một áp lực cho các con. Như vậy thì sao? Cha mẹ thương con, cha mẹ hy sinh cho con, nhưng hãy mong muốn con mình sẽ trở thành một con người tử tế trong xã hội. Con ơi, hãy gắng học, hãy gắng sống làm sao tốt nhất. Còn trong quá trình học, quá trình sống đó, ai hơn tôi mừng. Ai không bằng, tôi giúp trong khả năng của tôi. Như vậy cuộc sống sẽ nhẹ nhàng và đẹp hơn rất nhiều. Và cũng liên quan tới những cái bài học này thì chúng tôi cũng có những cái câu mà tạm gọi là câu slogan ngắn ngắn á, để hướng học trò mình tới qua cái bài học này. Như là ghét việc xấu không ghét người xấu, hoặc là sẽ có người ghét mình nhưng không có người mình ghét. Sẽ có người ghét mình, không có người mình ghét. Và có gì đẹp trên đời hơn thế, người với người sống để thương nhau. Thưa thầy, trong lúc mà thầy tham gia giảng dạy đó, thì chắc chắn là sẽ có nói về lòng yêu thương đúng không ạ? Và thầy có thể đưa ra một vài ví dụ cụ thể được không? Ví dụ thì mình cũng có những cái câu chuyện cụ thể, và mình minh họa bằng những hình ảnh trực quan, đưa từng tấm hình lên. Một con chim đang bay trên trời, bị ai đó dùng súng dùng ná bắn và chim bị thương rơi xuống đất. Rồi tấm hình thứ hai, một con chim khác, có lẽ là bạn của nó bay tới gần. Rồi nó tiến tới gần hơn nữa,
Nó cất lên tiếng kêu, nó kêu bạn nó tỉnh dậy, nhưng bạn nó vẫn nằm yên. Và tấm hình cuối cùng là con chim đó giang xòe lấy đôi cánh ôm lấy xác chết của bạn. Chim là loài vật còn biết yêu thương bạn. Chúng ta là con người, có trái tim, có khối óc, phải biết yêu thương bạn bè và yêu thương đồng loại. Hoặc là đối với học sinh lớp 12, trước kỳ thi đại học quan trọng, thì mình có một cái bài giảng về lòng nhân ái như là một cái sự gửi gắm vào cho tương lai của các em trước kỳ thi quan trọng. Mình cầm những tấm hình, tắt bớt vài ngọn đèn trong lớp, nhạc nền vang lên. Nhạc nền vang lên và hình đó là trẻ em mồ côi. Ba ơi, ba là ai? Mẹ ơi, mẹ là ai? Con có tội gì mà ba mẹ bỏ con? Cái tên của con còn không biết con tên là gì. Con được các cô chú ở trung tâm yêu thương đem về nuôi dưỡng. Nếu trên đời này ai cũng ích kỷ, sống riêng bản thân mình thì số phận tụi con sẽ đi về đâu? Mấy anh ơi, mấy anh lớp 12 ơi, em đau lắm, uống thuốc mà nó không có bớt đau. Anh gán học năm nay đậu vào trường y, làm bác sĩ y tá giúp em với. Chị ơi, mấy chị năm nay gán làm cô giáo, sư phạm, qua đây dạy em vẽ, em hát. Những đứa trẻ như tụi em thì đông, chỗ ở chật quá. Các anh chị xây nhà mở mấy ấm giúp em. Em không cha, không mẹ, em chỉ biết mong chờ vào sự cố gắng và tấm lòng của các anh chị. Các bạn học sinh, trước tình cảnh này, trước những lời đề nghị tha thiết này, theo các bạn thầy phải làm gì? Khi thầy là một giáo viên nhỏ bé, thầy chỉ biết đem những bài giảng này để kêu gọi các bạn học tốt, sống tốt. Trong khả năng của mình, cố gắng đi em, xoa dịu bớt nỗi đau của những người xung quanh. Những người xung quanh là ai? Đồng bào của mình đó. Bầu ơi, thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dạng. Cảm ơn những ví dụ rất là cảm xúc của thầy ạ. Và thưa thầy, quay trở lại với cái việc giáo dục tình yêu thương ạ, thì xin hỏi thầy là cái môi trường gia đình thì chúng ta biết là nó rất là quan trọng đối với việc phát triển của trẻ. Khi mà các em chưa đến trường thì cái việc giáo dục hoàn toàn là phụ thuộc vào sự giáo dục đến từ các cha mẹ, đúng không ạ? Cha mẹ cũng như là ông bà trong gia đình. Vậy thì trong khoảng thời gian đó thì cha mẹ cần phải làm gì để định hướng cho con về cái lòng yêu thương? Thứ nhất là cha mẹ phải là một tấm gương sáng cho con mình. Một cái tấm gương sáng cho con mình. Trong nhà thì dạy cho các con, thứ nhất là sự hiếu thảo nè. Sự hiếu thảo, anh em trong gia đình thì phải biết yêu thương nhau. Rồi đi học về thì gặp lối sớm cũng một nụ cười, một câu chào hỏi. Và khi con mình chơi với bạn bè cũng vậy đó, tập cho con một cái sự hòa đồng và lan tỏa ra. Và có những chi tiết nữa là dạy cho con là thương con chó, con mèo, hoặc là có thể những cái lần đi phóng sanh thả cá, ví dụ như thế đó. Thì tất cả những cái điều đó cứ từ từ mình chăm chút cho đứa trẻ thì sẽ hình thành lòng nhân ái ở các con. Vâng, và xin được cảm ơn thầy một lần nữa. Thưa quý vị và các bạn, rõ ràng khi dạy trẻ biết yêu thương và quan tâm đến người khác thì trẻ sẽ nhận được nhiều hơn những gì trẻ sẽ cho đi. Và điều này có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc hình thành nhân cách của trẻ sau này. Và cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình Kiến thức cuộc sống ngày hôm nay. Mọi thông tin liên hệ xin được gửi về Phòng Văn nghệ và Giải trí Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam, số 58 Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, hoặc địa chỉ email kienthuccuocsong@qdt.com.vn. Còn bây giờ Kim Huệ xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.